Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và đây sẽ là một cái video đánh giá của mình về chiếc Zephyrus G14 phiên bản đặc biệt, tức là bản của ROG phối hợp với Alan Walker. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu nhá. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Trước đây thì mình cũng đã từng có cơ hội được trên tay nhanh cái phiên bản này, nhưng mà lần đấy nhanh quá không kịp làm video. Lần này thì mình mượn về được khoảng tầm một tuần để chia sẻ kỹ hơn với anh em. Tất nhiên là những cái chia sẻ của mình sẽ xoay quanh công việc làm một người dựng video rồi là chụp ảnh thôi, chứ không phải là một anh em game thủ quá là sâu nhá. Nói về game, mình lại chơi có một vài tựa game nhẹ nhẹ. Và rồi ok, hãy cùng mình bắt đầu những cái đánh giá đầu tiên. Thứ nhất đó chính là về thiết kế của em này, thì thực sự nó rất là cứng cáp, chắc chắn, kim loại. Rồi mặt C cũng là kim loại luôn. Khi mà mình lấy tay mình nhấn vào phần mặt C, ui dồi ôi, không có một tí flake nào hết. Thậm chí mình nhấn mạnh vào phần bàn phím của chúng ta, nó cũng không flake luôn. Có một điểm rất nhiều anh em hay quan tâm là có mở một tay được không. Mình demo luôn. Gấp lại nhá. Mở này, một tay này. Ôi, cái mặt bàn của mình nó hơi xê dịch một tí các bạn, để mình giữ cái mặt bàn lại. Đây, một tay mở này. Đó. Hoàn toàn là mình chỉ cần một tay là có thể mở được. Tiếp theo là ở trên cái máy này còn một điểm cực kỳ ngầu nữa mà mình thích, đó là phần Anime Matrix. Các bạn nhìn phần led ở ngoài của mình không? Nó là led màu xanh chứ không phải màu trắng như những chiếc máy khác. Nhìn một phát thôi, ui, phiên bản đặc biệt đây rồi chứ còn gì nữa. Và màu xanh này là của ai? Là của Alan Walker. Ở bên ngoài chúng ta thì có một cái chi tiết mình thấy rất là thích. Tuy nhiên khi sử dụng nữa mình hơi phân vân một tí, mình không biết là nếu như thì sẽ thế nào. Đây, chia sẻ cụ thể với các bạn là cái giải vải ở bên ngoài này. Nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy, đây cái chi tiết mà chỉ trên cái máy này mới có. Nhưng mà mình lại đang tự hỏi là nếu như cái dòng chữ trắng này mà chẳng may theo thời gian hay là có cái gì đó làm bẩn vào nó thì làm sao tháo ra giặt được nhở. Cái điều này mình cũng đang hơi suy tư một tí này. Có lẽ là lúc đó chúng ta sẽ cần những cái chương trình giặt là chuyên biệt để có thể làm sạch. Chứ còn ở đây thì mình thấy đa phần đang là màu đen. Cũng như thời gian cái máy này mà khi cầm đến mình ấy, nó đi qua một hành trình rất là dài rồi. Nhưng mà mình thấy ở bên ngoài vẫn còn rất là sạch sẽ. Đó, nó không bị cái bẩn biết gì cả. Thì chắc là cũng còn lâu mới bị bẩn. Trừ khi mà nhà bạn trẻ con nghịch quá đổ cái gì vào thôi, mà trường hợp đó thì ok, chúng ta không nói tới cái điều đấy nhá. Ở trên cái máy này còn một điểm nữa làm cho mình cũng thấy thích, đó là khi mà mình mở cái máy này ra thì bản lề ở phía dưới sẽ nâng chiếc máy của chúng ta lên, và từ đó cho mình khả năng tản nhiệt tốt hơn khi mình sử dụng. Đây, các bạn nhìn thấy không, phần này hoàn toàn được nâng lên, còn khi mình gấp xuống mọi thứ lại gọn gàng như ban đầu, rất là ưng luôn. Mỗi khi ở mình render video, mình toàn dùng video 4K không nghe tiếng quạt nó chạy, nhưng mà thấy ở phía dưới được nâng lên một tí mình cũng yên tâm hơn. Mình tin rằng là cái máy nó sẽ mát mẻ hơn. Ở trên mạng có một cái loại USB, đó chính là USB để thêm vân tay vào cho máy tính của bạn. Nhưng mà ở trên cái này các bạn có sẵn luôn vân tay nằm ở phím nguồn. Khóa lại rồi chạm vân tay ở phím nguồn một phát, máy mở ra vừa an toàn, không sợ ai vào máy bạn mà lại còn gọn gàng. Chả phải mua thêm cái gì, đúng là dòng cao cấp. Thế nhưng nói như vậy thì ở trên cái máy này nó vẫn có một vài điểm mà mình thấy nó hơi thiếu nhẹ một tí khi mà nói về mặt thiết kế. Thứ nhất là thiếu cái camera. Các bạn thử nhìn xem, thời đại bây giờ là Covid, vẫn đang còn họp online, vẫn đang còn học online. Vì thế là thiếu camera trước thì nói chung là nhiều người sẽ phải mua thêm thiết bị gắn ngoài. Cái điểm thứ hai ở trên máy này đó chính là cái phần trackpad của chúng ta. Cái trackpad này khi mình sử dụng thì mình thấy đúng là nó có thể nhận diện được tay của mình tốt, mình di chuyển là rất là ngon. Nhưng mà cái diện tích của nó thì là hơi nhỏ một tí so với những gì mình mong muốn. Nhất là cái lúc mà mình cuộn dọc ấy, thì đôi khi mình cuộn được có một tí đã hết cái trackpad rồi. Nên là mình mong muốn là nếu cái trackpad to hơn ra một tí nữa thì sẽ ok hơn. Và có một cái điểm thứ ba, đây là cái điểm có lẽ là quan điểm cá nhân của mình, không biết các bạn thấy có giống mình không nhá. Đó là những cái cổng USB Type-A ở trên cái máy này được đặt hết ở phía bên phải. Ở bên trái của chúng ta không có một cổng Type-A nào nha các bạn. Nên là khi sử dụng cái máy này, mình mà cắm chuột này hay là mình cắm bàn phím, thì khi mình cắm cái bản có dây của chuột ngay lập tức nó gây ra vấn đề. Tại vì là chuột có dây mà cắm ở bên phải này, sau đó mình di chuột nó làm một đống dây ở bên này, các bạn thấy không? Còn nếu như mình cắm những con chuột mà dùng dongle này hay là mình dùng bluetooth thì ok, không có vấn đề gì cả. Mà mình chỉ lo rằng là những em game thủ là những người mà rất là thích sử dụng chuột có dây, đặc biệt với ai chơi bắn súng, để đảm bảo cái độ trễ tốt nhất thôi, thì có thể anh em sẽ gặp vấn đề một chút với cái này. Xong phần thiết kế, hãy cùng mình nói về cái trải nghiệm nghe nhìn ở trên chiếc máy của chúng ta. Là một người mà làm video, làm ảnh, chắc chắn là mình thích một cái máy phải có cái màn hình nhìn nó đẹp, nhìn nó nét. Em này hoàn toàn đáp ứng điều đó, màn hình nhìn rất là ok. Khi mình làm màu ảnh hay khi mình lên màu video, mọi thứ đều rất là đậm đà và mình hoàn toàn sử dụng cái màn hình này luôn để mình có thể lên màu trực tiếp cho video của mình. Mình theo thói quen là quay video 4K bằng A73 mà quay ở dạng log, S log 3 đấy. Thế sau đó mình phải lên màu lại thì ok, có thể dùng em này luôn.
Và cái điểm thứ hai đó chính là về phần nghe. Với cái bộ loa ở trên máy này, hỗ trợ công nghệ của Dolby nữa, đâm ra loa nghe rất là to, nghe khá là đã. Và khi các bạn chơi game thì những cái tiếng âm thanh ở trên cái máy này chắc chắn có thể đáp ứng được bạn, kể cả chưa dùng tới loa ngoài. Mình đã thử bắn PUBG Mobile mà mình không cắm loa ngoài, mình dùng loa của máy thôi. Mình vẫn cảm nhận được tiếng bước chân ở hai bên trái phải như thế nào và từ đó lựa tìm được kẻ địch. Nhưng mà tại có lẽ là mình bắn PUBG ít, đâm ra là vẫn chưa tìm chuẩn lắm, mình chỉ cảm giác là trái phải thôi. Phần thứ ba, hiệu năng. Được trang bị ở bên trong máy này là con chip AMD Ryzen 9 5900HS. Con chip này đã khiến cho mình có cái thay đổi và cái nhìn tốt hơn rất là nhiều về Ryzen. Từ đời 5 trở đi mình thấy Ryzen đã làm ngon hơn rất là nhiều, kể cả là hiệu năng hay là độ ổn định. Tiếp theo là về các đồ họa bên trong máy, chúng ta có 3050 Ti, phiên bản 4GB RAM thôi nhá. Nhưng mà khi mình chơi game thì mình có test hai tựa game, thứ nhất là PUBG, thứ hai là mình có test CSGO. Hai tựa game của chúng ta thì mình đều để mắc cấu hình hết. Và khi chơi thì mình cảm thấy ok đấy chứ. PUBG của mình có thể kéo được ổn định khoảng tầm 50-60 FPS gì đó, ở cái mức độ là mắc cấu hình của chúng ta luôn, chơi trơn tru một ván game. À, nhưng mà khi chơi game thì mình thấy là cái bàn phím của chúng ta nó sẽ bị nóng lên, đặc biệt là khu vực bàn phím nhá. Mình sờ mình cảm giác nóng rõ ràng ở trên phím. Nên là nếu như bạn nào mà định có nhu cầu chơi game hardcore mà gọi là mắc cấu hình của máy, tốt nhất là bạn nên cắm thêm chuột ở bàn phím ngoài để chúng ta có cái trải nghiệm là tốt nhất. Còn về tựa game CSGO thì mình đã để đóng mắc cấu hình luôn, và tất nhiên là mình chơi ngon nghẻ ổn định, không có vấn đề gì cả. Thì đó là về hai tựa game mình hay chơi. Hãy chia sẻ kỹ hơn về công việc làm thường ngày của mình, đó là làm video. Mình đã thử sử dụng máy này để mình lên màu và edit trực tiếp file video 4K quay S-Log3 từ chiếc A73. Và kết quả là rất là trơn tru mượt mà. Edit bình thường cũng được, mình bấm tăng 2 lần tốc độ preview lên, máy vẫn preview mượt, đã up lock màu luôn rồi nhá. Còn về việc làm ảnh thì tất nhiên là Lightroom làm sao mà làm khó em này được, edit video 4K còn mượt cơ mà. À mà quên, của mình là 4K 30fps, chỉ có cái tội là khi mà áp màu vào thì nó sẽ hơi nặng một chút. Thì các bạn biết rồi mà, ai mà làm video các bạn cũng sẽ thấy cái điều này. Về tốc độ render video ở trên máy, khi mình test thử thì mình thấy rằng là 1 phút ở trên video thì mình render ra sẽ mất chưa đến 1 phút ở ngoài thực tế. Như vậy là cả hai con chip và GPU của chúng ta đang phối hợp với nhau một cách rất là nhịp nhàng để cho chúng ta một tốc độ render nhanh. Thực sự rất là thích khi render ở trên em này, bởi vì tốc độ nhanh như vậy thì mình làm một video mình tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Mà các bạn thử để ý xem là bây giờ với một chiếc máy nhỏ thế này thì bạn mang đi đâu cũng được, nhất là ai có dự án phải đi làm phim ở chỗ này chỗ kia. Ví dụ bạn quay xong bạn phải lên hình luôn để kiểm tra xem cái thước phim đấy đã ổn chưa, thì chắc chắn rồi, một người trợ thủ của chúng ta không nên bỏ qua. Em này mình thấy gọn gàng, mang đi đâu cũng thích. Về cái mặt cân nặng thì khoảng tầm hơn 2 cân, khi mình bỏ vào trong cặp mình xách đi xách lại thấy đơn giản lắm. Nhiều khi cảm giác kiểu sau lưng như kiểu không đeo gì luôn ấy. Và phần cuối cùng ở trong video sẽ là trải nghiệm của mình về thời lượng sử dụng pin cũng như là sạc. Cục sạc mà đi theo máy thì anh em biết rồi, cái dòng gaming này không thể nào mà nói nó nhỏ nó gọn được, nó sẽ có cục sạc trông hơi to một tí. Nếu như các bạn chỉ để ở nhà hay là các bạn mang đến văn phòng làm việc thôi thì ok, nhưng đi quán cà phê thế nào? Cái máy này các bạn có tùy chọn cổng Type-C để chúng ta sạc thông qua PD, nghĩa là bạn có thể sử dụng những cục sạc kiểu 65W ở ngoài chúng ta cắm vào máy và sạc. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn một cái tùy chọn nữa, đó là mang đi cà phê mà không cần sạc. Hôm nay mình đã thử mang đi cà phê không sạc với các bạn, khá là ngạc nhiên về cái thời lượng sử dụng pin mà em này mang lại cho mình. Bởi vì khi mà mình sử dụng không có sạc như vậy, mình vẫn có thể on screen được tầm hơn 4 tiếng đồng hồ với những cái tác vụ văn phòng kiểu như lướt web này, làm mail, và tác vụ nhẹ nhàng này kia thì hơn 4 tiếng. Mà khi mình mang ra ngoài như vậy, mình không làm những tác vụ nặng ấy, thì mình thấy là cái máy sẽ tự động chuyển về chế độ silent, nó rất là yên tĩnh để cho người không gian xung quanh của mình nó không bị ảnh hưởng bởi tiếng quạt hay cái gì của máy cả. Và ok, thì video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Các bạn thấy sao về em máy này của chúng ta thì mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video nhá. Và phải nói rằng phiên bản của Alan Walker này nó làm mình rất rất hài lòng với quả anime Matrix này. Đẹp lại còn màu xanh nữa chứ, quá ấn tượng. Quên mất một tí, phiên bản này mua thì các bạn có một cái bàn DJ. Nhưng mà cái bàn ấy mình nghịch được có mấy lần là mình cảm thấy nó hơi chán chán rồi các bạn. Nó không có nhiều thứ hay ho thú vị để nghịch kỹ lắm. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS.